Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui. Và bây giờ thì cũng đã là gần sắp đến Giáng sinh rồi. Không khí Giáng sinh thì đang rất ngập tràn mọi nẻo đường, mọi nẻo phố luôn. Vậy tại sao chúng ta không làm cái không khí Giáng sinh trở nên gần gũi hơn trên chính chiếc điện thoại của chúng ta? Vậy thì trong video clip ngày hôm nay, Đan Anh sẽ bày các bạn cách làm sao để điện thoại chúng ta, cụ thể là bàn phím, sẽ có những cái theme Giáng sinh thật là thú vị và vui nhộn nhé. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Đầu tiên, để có được những cái bàn phím xinh lung linh với chủ đề mùa Noel thì các bạn hãy vào CH Play và tải cho Đan Anh phần mềm La Bàn Khi gọi tiếng Việt nha. Bởi vì Đan Anh đã tải về rồi nên chỉ cần mở lên thôi. Vừa mới kích hoạt cái ứng dụng La Bàn Khi này lên thì nó sẽ hỏi chúng ta cách chọn bàn phím để sử dụng trong quá trình mà các bạn sử dụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ có bàn phím Samsung mặc định của máy, ví dụ Đan Anh là máy Samsung. Chúng ta có bàn phím Keyboard hoặc là La Bàn Khi thì các bạn hãy chọn La Bàn Khi để nó mặc định chuyển sang La Bàn Khi luôn. Và vừa bấm vào La Bàn Khi thì các bạn đã thấy là không khí Giáng sinh tràn ngập luôn này. Có rất là nhiều theme Giáng sinh để các bạn có thể lựa chọn. Bây giờ mình sẽ thử sợ cái từ khóa Noel nha. Vô vàng để cho các bạn có thể lựa chọn luôn. Và rất là nhiều theme miễn phí ở đây, các bạn có thể nhấn xem thêm. Ngoài theme Giáng sinh thì La Bàn Khi còn cho chúng ta rất là nhiều cái theme bàn phím hợp với lại mọi loại tính cách hơn nữa. Nhưng mà bây giờ mình chỉ tập trung vào những cái bàn phím Noel thôi. Đang anh thấy cái này nó có vẻ đẹp mà còn miễn phí nữa, nên sẽ click vào. Đã sử dụng chủ đề Christmas 2019, bây giờ sẽ thử mở một cái tin nhắn bất kỳ đi. Cái này đi. Đấy, thế là bàn phím của Đan Anh đã có thể hiện lên rất là nhiều cái icon xinh đẹp. Và khi mà chúng ta mở cái bàn phím này lên để chat với bạn bè hay là Messenger này, đó, thì nó cũng sẽ hiện lên không khí Giáng sinh luôn, rất là dễ thương. Trời ơi, nhìn như thế này thì chúng ta sẽ rất là nôn nóng Giáng sinh. Và lỡ như đã hết mùa Noel rồi mà các bạn muốn trở lại bàn phím mặc định thì cũng dễ lắm. Chỉ cần nhấn vào cái phím Space ở đây thôi, trở lại bàn phím của Samsung như thế này thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ. À, để kích hoạt trở lại La Bàn Khi thì các bạn phải buộc trở lại cái ứng dụng La Bàn Khi. Sau đó thì chọn lại La Bàn Khi ở đây và bắt đầu chọn cái theme mà mình thích. Và tất nhiên thì cái ứng dụng La Bàn Khi gọi tiếng Việt này không chỉ có trên Android đâu nha, mà trên iOS cũng có. Và Đan Anh đã tải sẵn về rồi, nhưng mà Đan Anh để ý là có vẻ như là trên hệ điều hành iOS thì những cái theme chủ đề về Giáng sinh cho bàn phím nó còn nhiều hơn cả nữa. Bây giờ Đan Anh sẽ sờ thử Noel cho các bạn xem nha. Đấy, khá là nhiều luôn, nhiều hơn hẳn so với bên Android. Và các bạn có thể tha hồ lựa chọn. Và Đan Anh đã chọn được một cái rồi nè, thì Đan Anh sẽ mở cho các bạn xem nha. Đấy, đây là cái bàn phím theme mà Đan Anh đã chọn. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái chủ đề khác đáng yêu hơn mà các bạn có thể tải về. Đấy, nó đã đổi qua rồi nè, rất là dễ thương đúng không? Vừa rồi là cách rất hay ho để các bạn có thể biến bàn phím trên chiếc điện thoại của mình trở nên lung linh sắc màu Giáng sinh hơn. Và ai đã thực hiện thành công và các bạn có thích những cái theme Giáng sinh trên bàn phím này hay không thì hãy để lại dưới phần comment cho Đan Anh cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube Điện Thoại Vui TV để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn qua những video clip công nghệ nhé. Còn bây giờ thì bye bye.